gồm 43 em học sinh, trong đó có 43 em học sinh giỏi về trường với sự dạy bảo, dìu dắt của cô chắc chắn sớm sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới. Các em đang tiến vào với sự nào đó học nhiều của các anh chị học sinh lớp trên, để có ai sự dìu dắt cô chỉ là một tập thể toàn lớp. 40 học sinh, trong đó có 18 em học sinh giỏi, 19 em học sinh ưu tú do cô Đặng Thị Cơ điều nhiệm. Sự dạy bảo dìu dắt của cô chắc chắn em học sinh, trong đó có 18 em học sinh giỏi, 17 em học sinh lớp mới có 43 em học sinh giỏi. Sao nam thành tiệu đã đạt được ở cấp tiểu học để vươn lên học tốt trong những năm học tiếp theo. Bộ dốc quốc ca. Quốc thái, đài truyền thanh thị trấn Tam Quan. Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường về dự đông đủ. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 2. Đọc thư. Việc đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và lại trong ký ức chúng ta nhiều niềm vui lớn với những hội thi văn hóa truyền thống đứng nhì toàn đoàn. Là người bạn lớn của học sinh, xây dựng kỹ năng sống cho học sinh. 70 với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự năng nổ nhiệt tình và Trương Văn Sĩ 7A5 và Trần Đức Khánh 6A1. Mời chị em chúng ta lên đại đài để vươn lên tiếp tục trong năm học 14-15. A4 Lê Thành Sang 9A4, Nguyễn Thị Bích Hảo 8. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, đó là động lực giúp cho. Kính thưa quý vị, các em trong thời gian qua có thể nói đây là một phần không thể thiếu trong buổi lễ hôm nay, đó là sự có mặt của 200 cầu thủ. Tiếp theo chương trình, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức công bố quyết định căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng trường trung học. Cây trưởng ban 2 ông Huỳnh Đông Tuấn chức vụ kiêm chức vụ kế toán và ủy viên, chiếm bà Hồ Đồng làm thư ký. Điều 2, bắt làm việc từ ngày 22 tháng 8 năm 2011. Các em ngồi xuống. Mời cô giáo và các em học sinh hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh nổi tiếng để tham gia thi đấu giải cấp huyện trong năm học. Xin hứa 1. Chấp hành nghiêm các quy định. Em Phạm Trần Hoàng Nam là vận động viên nữ 8A1. Và chúng tôi nhận thấy trên sân vận động hôm nay có nhiều phóng viên báo đài tới đưa tin. Các ông Cường là của đài VTV16. Hai đài này đã tranh nhau rất nhiều bản quyền. Chúng ta đang thấy của hai đội bóng và chuẩn bị lấy tin. Thân mật hứa hẹn ra một trận đấu chúng ta rất nhiều rất cạnh cho nhau và chuẩn bị trận bóng đá đầu tiên xin được bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy là 9A5 được quyền giao bóng trước số 10 Xuân Phương và với một cặp chân rất là dẻo, không thể thật rất là điêu luyện. Cầu thủ hiệp chít Minh Vương Xuân Tiên chiên bắn đi không được, nhưng không thể nào qua cầu thủ số 09 của 9A5. Và 9A5 được hưởng quả ném bóng tiếp theo. Và chúng tôi đánh bóng đầu, rất xuất sắc, thủ môn đã cản và bóng được cản ra lên.